Chào thầy các anh ha, đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023 24. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ thì vẫn như thường lệ nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi nhá. Hôm nay sẽ lên cho bác một con đầu máy Komatsu này, Kom 2006 này. Cho bác về gắn xịt thuốc này. Robin Cox này. Makita Mazu này. Honda 4 kỳ này. Mazu 23 trợ lực này, Echo này, Echo Cinewa Shop này, Echo 240 này, một con Mazu cực kỳ đẹp này, một con máy 4 thì Honda này, rồi là một con Echo trắng rất đẹp Gabop luôn, rồi một con máy Honda 4 kỳ, một con Mazu cực kỳ đẹp, một con Echo 260, rồi là một con Mitsu TL 23. Đấy, nói chung là máy thì nó rất nhiều loại khác nhau, bác cần loại máy gì thì tí nữa thì bên em sẽ đi test nổ từng con một nhá, để các bác nghe tiếng máy để bác dễ dàng là lựa chọn cho mình những cái con máy nó ưng ý nhá. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy ra. Thế còn ngoài ra thì bên em sẽ lên cho bác ít cái bộ cần này cho bác về lấy đồ. Đấy, bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá, bên em máy nó rất là nhiều và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Đấy, thế thì chuẩn bị thì em đang cũng đang xúc tiến ra vài cái lô hàng mới. Đấy, hàng mới thì đang tìm cái lô nào đẹp đẹp để về cái lô hàng mới, nhưng mà máy thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhé, máy thì nó cũng còn ok, còn khá là nhiều đấy nhá, thoải mái cho bác lựa chọn. Đấy, rồi để tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này. Thế ngoài ra thì sẽ lên cho bác ít cái đầu máy cắt cỏ nhá. Đầu máy cắt cỏ cho bác vừa về lấy phụ tùng hay là để gắn xịt thuốc các kiểu. Đấy. Thế bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhé. Bác nào làm được lô Honda liên hệ bên em. Em có một lô Honda này, dọn sẵn nổ ok ngon lành hết rồi. Đấy. Giá thì nó cũng bình dân thôi. Đấy, giá khoảng 2x nhỏ nhá. Đấy, thì phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em sẽ dành ít thời gian để giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè của bác nhá. Thì bác thể sạt trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, chính vì thế là bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn nhá, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn. Nói chung là không một nơi nào có thể cạnh tranh được với cả đất chè các bác nhá. Đấy, chè thì nó là giống chè tuyết thơm này, chè hay là chà bác đấy, búp móc câu rất là ngon luôn nhá. Các bác nhìn thấy không, chè này nó là chè xuân này bác này. Đấy, các bác để ý là chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ, nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới các bác nhá. Đấy, thì chè bên em uống sẽ là nước xanh vị thơm, lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt và lưu hương nhá. Đấy, thì chè bên em thì có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký, loại thứ hai là loại 170.000 một ký, và loại thứ ba là 200.000 một ký. Đấy, thì bên em sẽ ship từ một ký trở lên. Bác nào mà mua từ 1 đến 3 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, thì từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 3 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 3 ký đã áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 2 kg đổ lên là bên em đã bao ship rồi nha, nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy, bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất. Đấy, bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá, là số chuyên về chè. Đấy, thì bên em chỉ có hai cái đầu số này để chốt đơn với bác thôi nhá, mọi số khác gọi đến các bác đều không phải nhá. Đấy, thì bác có thể là mua uống thử nhá, thì đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng. Đấy. Rồi, thế ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật rất là nhiều nhá, thì bên em còn bán cả hàng mới nữa nhá. Hàng mới của bên em thì nó rất là phong phú và đa dạng nhiều loại máy khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất là lâu rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Chất lượng của nó là xài rất là ok. Đấy. Những cái máy mới này thì bên em bán cho bác là đủ bộ luôn nhá, cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đấy, đồng thời là bao ship cho bác luôn nhá. Đấy, thì em đi vào chi tiết luôn. Đấy, thì mẫu thứ nhất là mẫu này nhá. Đây, mẫu này là mẫu máy 260 nhá, lòng 34 ly,
hiệu là Cavani này. Đấy. Đấy. Là mẫu này là xài bố côn nhỏ, côn 260 nhá. Đầu này bác thể tháo ra gắn xịt thuốc là rất ok luôn này. Đấy. Trên mỗi máy nó đều có số seri này con này. Đấy. Nói chung hàng này thì bên em bao cho bác là xài thoải mái luôn. Chất lượng cực kỳ ok nhá. Đấy, phụ kiện đầy đủ đi kèm thì em để cho bác mức giá là 1.250.000 bao ship nhá. 1.250 bao ship. Giá này thì nó chỉ bằng với giá thợ thôi nhá. Đổi em đổ cho các bác thợ thôi. Đấy còn có khoảng đâu 7-8 cái nữa là hết để bán lốt nhá. Đấy, với mức giá là thanh lý. Đấy. Thế còn mẫu thứ hai nhá. Mẫu thứ hai đó là cái mẫu máy 330. Công suất là 33cc, bi tông này 36 ly này. Đấy, 36 ly. Mẫu này là mẫu Kenshi này. Đấy, cái này thì nó là máy công suất lớn rồi, nó xài bố côn lớn này. Đấy, bố côn lớn này. Đấy. Cái loại này thì là phát cước là bao ngon cho bác luôn này. Đấy. Hàng này thì công suất của nó rất là vừa phải nhá. Nó không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Đấy nên là nó thuộc máy tầm gọi là gần như là máy lớn nhưng mà lại đây là nó không quá nhỏ nhá. Đấy. Thì nó 30cc nằm 36 thì là thoải mái rồi. Đấy, xài tay ga bóp này. Đấy. Thì cái mẫu này giá của nó là 1.600.000 bao ship nhá. 1.600.000 bao ship cho mẫu này. Đấy. Dùng gia đình thì cực kỳ ok mẫu này. Đấy. Rồi, mẫu thứ ba nhá. Mẫu thứ ba thì nó là mẫu máy 4 thì nhá. 4 thì có nghĩa là bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện luôn. Mẫu 4 thì là GX35. Thì mình hàng là GX35 nhá. Mẫu này thì nó là mẫu máy công suất lớn nhá. Đấy, nên là bố côn lớn này bác này. Đấy. Thì cái thằng 4 thì này nó có đặc điểm là thứ nhất là các bác không phải pha xăng rất là tiện, không phải pha nhớt rất là tiện. Đấy, xăng không phải pha nhớt rất là tiện này. Cái thứ hai là kể cả ví dụ bác nào mà ít dùng ấy, kiểu lâu lâu mới dùng lần đấy thì cái mẫu 4 thì nó rất nhẹ lổ nhá. Đấy, rất nhẹ lổ. Bởi vì cái nguyên tắc của nó là cái chế của nó là không pha nhớt nên là nó không bị bẩn. Đấy, chính vì thế là nó kể cả các bác để lâu đến mấy ấy, nó vẫn rất nhẹ lổ nhá. Đấy, rất là dễ khởi động. Thì những cái hàng này thì bên em bán được cách đây rất là lâu rồi. Chất lượng cực kỳ ok nhá. Đấy. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Thằng này giá của nó là 1.650.000 nhá. 1.650.000 bao ship. Đấy. 1.650.000 bao ship nhá. Rồi. Thì bác nào mà có cái mà dùng cái quen dùng cái mẫu ba lô khoác vai này mẫu này nhá. Thì bên em có cái mẫu này là mẫu ba lô khoác vai. Đây. Thì ba lô khoác vai cắt cỏ nhá. Đấy, cái này là đây, ba lô bác đeo ba lô này. Ba lô. Đấy, cái này là sử dụng là đầu rời này. Đấy, cái này đầu này bác có thể tháo ra là gắn nên cần phát cỏ hoặc là gắn khoan đất, gắn xịt thuốc các kiểu đều rất ok nhá. Thì mẫu đầu này là mẫu đầu máy công suất lớn này. Nó tên tới là 52cc cơ. Và bi tông của nó lên tới 44 ly. Mẫu này rất là khủng nhá. Đấy, rất là khủng. Đấy. Thế bác nào mà dùng ba lô thì dùng, hoặc là bác có thể là ba lô cắt cỏ nhá. Cái này thì nó các bác là dùng ở những cái diện tích nó hẹp ấy, dùng ba lô này thì nó tiện. Nó hẹp là dùng rất cơ động. Đấy. Thì cái mẫu này giá của nó là 1.500.000 bao ship nhá. 1.500.000 bao ship. Rồi. Tiếp tục này. Thì bên em còn có một cái còn cái mẫu máy VIP nhất bên em mà gọi là đắt tiền nhất bên em mà chuyên dành cho những bác nào gọi là phát nhiều, phát liên tục ấy. Hoặc là các bác đi phát thuê thì dùng em mẫu này. Mẫu này nó là thuộc phân khúc hàng máy cao cấp nhá. Hàng nó là hàng Toshizo CG541. Đấy. Hàng này là VIP nhá. VIP có nghĩa là cao cấp. Đấy. Thì mẫu này là mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày nhá các bác nhá. Được cực kỳ dày luôn. Thứ nhất là tản nhiệt rất là dày này. Cái vỏ rất là cứng cáp luôn. Đấy. Với thứ hai là cái côn kiếc này có số này. Đấy, mâm lửa là Aibu này. Là cái hãng điện rất là nổi tiếng luôn nhá. Đấy. Thì cái thằng này nó thuộc phân khúc hàng máy cao cấp nên là mọi thứ nó làm đều cực kỳ dày nhá. Đây bác nhìn này. Những cái nhôm tay cầm và nhôm ống cần của nó này đều là loại rất là dày luôn, dày 2 ly luôn. Đấy. Đấy, dày 2 ly luôn. Đấy. Thì cái thằng này là mà các bác có thể phản hồi là nó ăn rất là ít xăng nhá, tức là cùng loại máy 40 ly nhưng mà thằng này ăn rất ít xăng. Đấy. Thì thằng này là nòng 40 ly này, trên 40cc này. Thằng này em để cho bác mức giá là 2.250.000 nhá, tức là 2.250.000. Đấy. Thằng này thì đảm bảo những gọi là những cái bác nào yêu cầu cao nhất về những một cái máy cắt cỏ thì đều đáp ứng ok hết. Đấy, hàng này là một trong những cái dòng sản phẩm bán chạy nhất bên em nhá. Đấy, thằng này này. Đấy, ok.
Thế còn bác nào mà mua những cái mẫu đầu máy thì liên hệ bên em luôn nhé. Tại vì em có thế như là còn mỗi hai cái cục này. Cái đầu này là cục 52cc 44 ly này. Cái này tháo ra từ máy khoan đất này. Cái này thì hình như còn duy nhất một cục, tính cho bác lốt với mức giá là thanh lý lốt thu hồi vốn là 1 triệu một đầu. Đấy, còn duy nhất một đầu nhá, 1 triệu một đầu, 52cc 44 đi. Đấy. Rồi tiếp tục này. Đến mẫu đầu máy tiếp theo là đầu máy nòng 63cc, nòng 48 đi, hàng này khủng luôn. Đấy, hàng này khủng này. Thế này thì giá của nó là 1,3 triệu một đầu bao ship nhá, 1,3 triệu một đầu bao ship. Đấy, mấy cái đầu này tháo ra từ máy khoan đất này. Đây là bình xăng nó thiết kế kiểu này, này. Đấy. Các bác có thể là nắn lên cần phát cỏ vô tư nhá. Đấy, rất ok. Rồi. Thế bác nào mà hỏng đầu bò thì liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em mới về cái mẫu đầu bò hàng cao cấp này. Đầu bò hay là cùi thơm đấy. Thì các bác hỏng đầu bò mà các bác bên em về cái mẫu đầu bò này nó là hàng cao cấp nhá. Bởi vì các bác đầu bò bãi thì các bác mua thứ nhất là rất là khó. Thứ hai là nó hiếm. Đấy. Chính vì thế là bên em đã về cái mẫu đầu bò hàng cao cấp này. Thì cái bác để ý là những cái đầu bò cũ đầu bò mới mà ngày xưa ấy thì là nó rất là mỏng này. Các bác thấy không? Nó rất là mỏng. Nên mà cái đầu bò hàng chất lượng cao bên em thì nó rất là dày. Nó dày gấp đôi so với cái loại đầu bò trước này. Các bác nhìn thấy không? Đây là hai đầu bò đều là hai đầu bò mới nhá. Nhưng cái hàng này nhìn nó khác hẳn luôn. Các bác nhìn thấy không? Đấy. Cái thứ hai, cái đầu bò mới này nó có đặc điểm đó là nó có cái chống quấn cỏ này, là cái chén úp ngược này bác này. Chén này này, chống quấn cỏ này. Với thứ hai là cái chén bảo vệ con ốc này. Đầu bò này. Đấy. Thì cái mẫu đầu bò này thì bình thường các bác ra tiệm thay thì nó rơi cửa tầm tính cả công thay thì chắc nó phải rơi cửa tầm 200.000 một cái đầu bò này này. Thế nhưng mà ví dụ bác nào mà mua bên em về tự thay thì em tính cho bác mức giá là 125.000 nhá. 125.000 cái đầu bò. Đấy nhá. Đấy, hàng cao cấp. Thì có các đủ các thể loại nhá. Đấy. Rồi, thì bác nào mà 125.000 nhá và miễn ship từ 5 đầu bò trở lên nhá. Đấy. Thì còn là chuyện gì đó chưa phí ship. Thế còn bác nào mà mua cái mẫu lưỡi cắt tròn thì liên hệ bên em luôn này. Bên em bán cả những cái lưỡi cắt tròn này, nó sẽ có hai loại nhá. Một cái loại lưỡi bình thường các bác hay dùng là cái loại lưỡi Tasso này. Lưỡi này dùng nó rất là ok rồi. Lưỡi này là giá của nó là 48.000 một lưỡi đây. À, đường kính là 255 này. Thế còn cái lưỡi tiếp theo là cái mẫu lưỡi Nhật mới nhá. Lưỡi này lưỡi Nhật mới nhá. Đấy. Cái mẫu này giá của nó là 85.000 một lưỡi nhá. 85.000 một lưỡi. Đấy. Và miễn ship từ 10 lưỡi trở lên nhá. Lưu ý là 10 lưỡi trở lên mới miễn ship được nhá. Đấy. Cái này là 48 này. Còn cái này là 85 này. Đấy. Hai lưỡi tròn Nhật mới nhá. Thì sắp tới thì em cũng sẽ về thêm ít cái lưỡi dài nhá. Thì để bán cho bác nhá. Rồi, xong cái phần máy mới nhá. Mấy cả mấy cái đồ phụ tùng thì em di chuyển đến cái phần máy bãi đi. Thì trước khi đi vào chi tiết cái lô máy này thì em có soạn ra được ít cái bộ cần cho bác đây. Bán cho bác ít cái bộ cần để bác về thay thế vào những cái cần hỏng ở nhà nhá. Đấy thì ở đây em có soạn ra được hai bộ là nó gồm có ống cần và ti nhé. Ống cần và ti của con ống cần 24 ti 7 khía. Cái này là nguyên ống cần và ti thôi nhá, không có đầu bò nhá, lưu ý. Thì là đều cái này thì ti tiết của nó đều rất là ngon, gần như mới luôn này, phải không? Đây. Nan êm hết nhá và cần là thẳng nhá. Đấy. Thì cái này thì vẫn tương tự để cho bác ống cần 24 7 khía này thì tính cho bác giá là 100.000 một bộ nhá. 100.000 bộ, có hai bộ. Đấy. Ok. Tiếp theo nhá. Tiếp theo là có có một cái này là con này là ống cần và tum này, ống cần 24 ti vuông này, ti bốn cạnh có cả tum luôn. Tum nan êm luôn này, thấy không? Tum nan êm, tum 260 nhá. Đấy, này nan êm nhá. Thì cái này là ti bốn cạnh này, tính cho bác mức giá là như con này là 120.000 này. 120.000 bộ này. Đấy. Ti bốn cạnh nhá, ống 24 ti bốn cạnh này. Rồi, tiếp theo là con này là ống cần 24 ti bảy khía này, của bảy khía này. Cái này là không có đầu bò, lưu ý là không có đầu bò nhá. Dùng có ống cần ti và cái tum này. Đấy, đều rất là nan êm hết. Đây là bảy khía này.
Cái này con này là tính cho bác 130.000 bộ này. 130.000 này. Đấy. Tiếp tục nhá. Tiếp tục có cái con này là cái ống cần tum 260 nhá, tum 260. Nó gồm như video nhá. Thì cái này là ống cần 24 tim 10 khía này, con này 24 10 khía này, không có đầu bò nhá. Đấy. Cái này thì tính cho bác con này tính cho bác 110.000 nhá. À 120.000 đi. 120.000 là có cả tay nái với cả cái cò gà. 120.000 là cần 24 tim 10 khía nhá. Rồi. Thì có duy nhất là cái bộ này thì là đầy đủ cho bác này. Bộ này là gồm có cần của con Echo à của con Mazu 260 tum 260 này. Tum 260 tum nhôm nhá, rất là đẹp luôn. Có cả đầu bò nhá. Đầu bò đầy đủ nan êm hết này. Đầy đủ chén kẹp nan êm hết nhá. Đấy đầu bò. Thì bộ cần này thì để cho bác mức giá là vẫn như là 250 nhá. 250. Đấy 250 bộ. Ok nhá. Thì có như gồm như này thôi. Đấy. Rồi. Xong, xong cái phần. Thì em có ít cái vừa máy phụ tùng với cả vừa những cái máy đầu máy này để cho bác về gọi là vừa về lấy đồ hoặc là ấy, cái này là đi nhanh thôi. Xong là tí nữa chủ yếu là em sẽ đi vào cái lô máy kia cả. Cái này gọi là đi nhanh thôi để cho bác về lấy đồ. Thì đây em đi vào chi tiết luôn một tí. Thì lô hôm nay là lô PQRST. Hôm qua là lô SC. Hôm trước là lô SC thì hôm nay là lô T nhá. RST. Wow. T1 nhá, T1 là cái sắc máy, cái này là sắc máy của con Mazu nhá. Mazu này là Mazu 20 này. Đấy. Mazu 20 này nó sẽ có cả tum cho bác luôn này. Có cả tum con này chưa bị cháy nhá, chưa bị cháy đâu này. Đấy, nó hơi bị khô thì bác về thay bạc đạn nhá. Đấy, thay bạc đạn này. Bình xăng mình trước là ngon lành này. Đấy, con này nó chỉ còn gồm thế này thôi này. Lòng thì đấy. Chung con này thì về các bác gọi là về xài tạm vẫn ok. Tại vì nó cũng đấy. Nó gồm có như thế này thôi nhá. Đấy. Cái này bán xác cho bác thôi, con T1 nhá. T1 như cục máy này tính cho bác là bình xăng, nắp bình xăng này cũng nói chung là quạt phần. Cục này tính cho bác là tum tiếc. Cục này tính cho 200k nhá. 200k về lấy đồ. T1 200k. Nóc sên, cổ chế, cổ chiếc nói chung là đủ các thể loại. Rồi. Tiếp tục đây. Cục tiếp theo nhá, có cục tiếp theo, cục này đẹp này. Cục này là cục máy Komatsu nhá, Komatsu tàu xuất Nhật nhá. Cục này cục tàu xuất Nhật, cục này còn mới lắm này. Mới lắm này. Cục này phải nói là bô biết đen xì luôn, nòng bao đẹp luôn. Cục này nòng bao đẹp luôn nhá. Không đẹp không lấy tiền luôn. Trắng xóa. Bao đẹp. Bừng nhá, bô đen xì. Cục Komatsu cái này là Kom tàu xuất Nhật này, 26 lòng 34 này. Đấy, Komatsu đấy. Cục này là cục. Cục này là lòng ok, lòng đẹp này, lòng đẹp, bít tông đẹp này. Rên đẹp luôn này. Cục này là cục T2 nhá. Cục này em tính cho bác cục này là 200k luôn nhá. Đấy, 200k luôn. Rồi tiếp tục này. Cục thứ ba này. Cục thứ ba là cục này nhá, cục này cho bác về dọn này. Cục này là cục Taraka 23cc nhá. Lòng 32 ly. Cục này là tum rời, tum 260 nhá. Cái này thì bác để tháo dọn đầu này nên gắn xi thuốc là cũng ok luôn nhá. Đấy vì nó tum 260. Thì cục này là xài IC tép nhá. IC tép đây này. Này. Đây IC tép. Đấy, các bác đấu cái dây này nó đang bị đứt cái dây này, về đấu dây vào nhá. Đấy là có lửa. Đấy. Hơi cục này tốt nhá. Cục này hơi bao hơi tốt này. Cục luôn. Đấy. Nhá. Cục này là cục này nó là cục T3 nhá. T3 cục này tính cho bác 150.000 nhá. 150.000 về tự dọn nhá. T3 150.000. Rồi tiếp tục này. T4 này. Đây T4 em có cái cục này cho bác về lấy đồ này, cục Shinewa S25. Shinewa S25 cục này thì điện này, các bác về lấy bộ điện này, Cục cục này là đấy, cục này thấy nói chung cục này về xài tạm vẫn được nhá, xài tạm vẫn được. Đấy. Gọi xài tạm vẫn được. Đấy. Cục này chỉ gồm thế này thôi nhá, xin đây có S25 về lấy điện lấy đồ này rồi. Các kiểu thì tùy các bác thôi. Đấy.
Nóc zin vẫn ok nhá, nóc zin vào. Đấy, điện điếc nòng những cái xe tạm vẫn được, T4. Cục này tính cho bác à. Cục này 180.000 nhá, 180.000. Rồi. Tiếp tục này. Cục tiếp theo này. T4 T5 thì có cục này thì ok này. Cục này ngon lành cho bác luôn này. Cục này là cục Komatsu, Komatsu 2006 nhá. Đây này. G26 đây này. Cục này thì không tính cái tum này nhá, tum lắp thử máy cho bác thôi. Đấy. Cục này thì nguyên mẫu của nó là từ những con ba lô nhá. Thì bên em đã lên bình xăng lớn này, mình đang lớn này, có núm cao su giảm rung cho bác luôn này. Đấy, và lên chế nên chế hai kim. Đấy. Thì Komatsu nói chung là mấy từ tháo ra từ những con ba lô thì là chất lượng cực kỳ ok rồi, quá ngon rồi nhá. Thì Komatsu 2006 hàng Soviet nhá. 26cc 34 ly. Thôi thì thôi. Quá ngon nhá. Rồi tắt máy này lại này. Rồi lại này. Mấy cục này thì chất lượng cực kỳ ok nhá. Nói chung là mấy cục tháo ra từ máy ba lô này thì ngon. Bao ngon cho bác nhá. Được. Cục T5. T5 cục này tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy, 1.1. Đấy, Komatsu. Quá đẹp, xuất sắc. Rồi tiếp tục này. Và tính cho 1 triệu đi, bán cho nó nhanh. 1 triệu, được chưa? Rồi tiếp tục này. Em có cục tiếp theo này. Cục tiếp theo là ở đây có cái cục xác của con này. Con này nó là cái của con Tanaka này, Tanaka này. Đấy, cục này các bác nhìn cái tum này, tum chưa bị cháy chứ gì đâu nhá. Tum ngon nhá, chưa cháy, phải thay bậc đạn đi được. Đấy, cục này thì còn thế này thôi nhá. Đấy, còn thế này thôi. Đấy các bác xem như video nhá, không có điện đóm gì đâu nhá. Đấy. Đấy. Này còn như này thôi. Không biết là lòng biết còn vì cục này mấy cục này để lâu rồi ấy. Lòng chắc khả năng cũng vứt ra thì chắc là khả năng là hỏng rồi. Thì cái này cũng không lâu không biết nhá. Đấy thì bắn xác cho bác thôi. Đấy. Yeah, cục này là cục T6 này, T6 này. Này tính cho bác gen tum vỏ áo nó cổ kiếc các kia. Nói chung cục này tính cho bác 100 tính cho 170.000 được chưa? 70.000. Rồi tiếp tục này. 70.000 này, cục T6 T7 này. T7 em có cục này thì là ngon, ok cho bác này. Đây bác nào hỏi đầu máy công suất lớn thì em có cái cục này hàng siêu VIP đây này. Cục Komatsu B33Z này. Cục này tháo ra từ máy ba lô luôn nhá. Cục này là công suất lên tới là 33cc. Lòng 36 ly. Đấy, 36 ly mà Komatsu luôn nhá, hàng siêu VIP. Đấy. Thì cái này là tum rời này bác này, tum rời này. Đấy, tum rời tum 330. Đấy, cái này thì tháo ra từ máy ba lô nên là bên em đã lên cho bác cái bình xăng lớn này và lên bộ chế này. Đấy, lên bộ chế. Đấy, vùng này thì kiểm tra là lòng bạc piston rất là đẹp. Đấy, bao ok cho bác nhá. Đấy. Nhưng mà đang kiếm cái chế họng to để lắp cho nó chạy cho nó bốc. Chế này vẫn là chế họng nhỏ. Đấy. Chế này cũng dễ nổ thôi. Hơi thì bá đạo. Hơi ngon nhá. Hơi quá. Đấy. Hơi ngon nhá. Và cho bác ok. Ê bác. Đấy nhá. Đấy, con này em đang kiếm cái chế họng to em lắp vào. Đấy, cái chế họng to. Còn chế như con này thì đảm bảo bác là lòng bạc bi tông rất đẹp nhá. Đấy. Ok, T7. T7 này. Đầu máy này tính cho bác 1.4 triệu nhá. 1.4 triệu. T7 1.4 triệu, được chưa? Rồi. Tiếp tục này, T8 này. Đây T8 có bác cái cục máy 4 thì hàng này cho bác về lấy đồ này. Cục máy 4 thì của con
26 Tanaka này, Tanaka. Cục này thì bác về lấy được cái biết con tum không? Con tum này. Tum chưa bị cháy này, chưa bị cháy tum này. Mình lấy được cái còn điện không? Không rõ. Bộ chế này, chụp giật này. Đấy. Đấy. Này là như tình trạng như video. Đấy, cũng chưa rõ nên kiểu để lâu rồi. À, được về đấy là cũng không rõ tình trạng nha, thì cũng bán xác cho bác thôi. Đấy, cục này là cục T8 này, T8 không rõ tình trạng này, T8 này, cục 4 thì là tính cho bác cục này 250k, cục này hàng tương đối hiếm, thôi 200k đi, bán cho nó nhanh, 200k. Tiếp tục này, T9 có cục này, cục Tanaka 24 này. Này bác về lấy được cái bố côn, lấy được cái chụp giật này, lấy được dên này, lấy được như là nòng bài, hình như cũng khả năng cũng vẫn còn lấy được ấy. Nó bị hiện tại thì nó đang bị cứng này, không biết nó bị kẹt cái gì ấy, nhưng mà điện nó không có nhá. Cục này hình như là nòng còn nhưng mà bị thiếu, bị mất điện này, tháo ra đấy, nó bị đang bị kẹt cái gì thôi đấy. Cục này thì bác về lấy được bộ vỏ, bộ viết rồi này, đấy, đủ các thể loại nhá, bác lấy gì lấy nhá. Đấy, cục này là cục nào. Cục này bán xác cho bác thôi nhá. Đấy, con T9 này. T9 cục này tính cho bác 150k, được chưa? Rồi. Em di chuyển đến cái phần máy ok này nhá. Những cái con máy này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Nói chung là bác về sẵn xài luôn thôi. Thì những cái con máy này thì bên em thứ nhất là sẽ lắp cho bác là đầy những cái máy bên em báo cho bác kia là lưu ý bác là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của nó sẽ là 30.000 nhé, bác lưu ý nhá. Những cái đầu máy kia thì thường là phí ship của nó 30.000. Thế còn những cái máy cần này thì phí ship của nó thì là khoảng 50.000. Đấy, thì bên em là thứ nhất là bao cho bác là thứ nhất là bao sẽ lắp cho đầy đủ đồ, tay lái, đầu bò, chắn cỏ. Đấy, giá thì bên em bao cho nó bác là rất là rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc ngang bằng với cả giá thợ thôi. Chính vì nó rất là rẻ rồi nên là bên em chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của nó sẽ là 50.000. Đấy. Và bác nào lấy thêm bộ phụ kiện nữa thì các bác sẽ thêm vào 50.000 nữa. Tổng cộng nó sẽ phát sinh lên khoảng 100.000. Đấy, so với giá em báo. Đấy. Đấy thì bác thông cảm bởi vì giá nó rẻ rồi nên em không thể bao ship được. Và cũng là bộ phụ kiện thì bên em cũng sẽ là hỗ trợ bác là sẽ là gồm sẽ là cũng đủ là các món như là dao, dây đeo, tip mở buji, một cái lục giác mở ốc với cả một cái bát cước, thì 5 món cũng như là các lơ, thì bác sẽ thêm vào 50.000 nữa là được một bộ phụ kiện là gồm những cái món như em vừa nói. Đấy, thì em ví dụ luôn nhá, ví dụ như con này chẳng hạn, con này nó là một con Makita Cup hoặc là rất là ngon nhá. Con này tình trạng máy còn rất là mới, rất là ok này. Đấy, nó nhìn là bình xăng bình chiếc nhìn còn trắng này. Đấy, vỏ viếc là còn đẹp này. Đấy, tùm viếc chọc phao này, thấy không? Nói chung con này ok lắm. Tay lái kia nhá, tay lái kia đầy đủ hết cho bác nhá. Con này thì tình trạng của nó máy rất là ok, máy rất ngon này. Đấy, cái con này thì thứ nhất là bác nào lấy là bên em sẽ giá thì em báo cho bác là như cái con này rất là ngon này. Con này là trọng lượng của nó chỉ có lắp đầy đủ là nó chỉ có rơi cửa tầm 4 kg, trên dưới 4 kg một tí thôi. Cái con này được coi là dòng máy nhẹ nhất trong các dòng máy nhá. Đấy, máy quá ngon luôn. Con này mới lắm này. Đấy rồi, thì cái con này là em tính cho bác là con này nó là con T9 T10 nhá. T10 là em để cho bác mức giá, cái con này còn đẹp này, con này đẹp ok, con này tính cho bác 700k nhá. Đấy, thì bác sẽ thêm 50.000 phí ship và 50.000 phụ kiện rồi nhá. Đấy, thì phụ kiện thì sẽ bao gồm là dao, dây đeo, tim mở buji, một cái lúc giác mở ốc này, với cá bát cước này như các lơi. Đấy là 50.000 với cả 50.000 phí ship đó. Tổng về nhà là có 800. Đấy, nếu trường hợp nhà bác nào mà có phụ kiện rồi thì bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship nữa thôi nhá. Về đến nhà là có 750 thôi, rất là rẻ nhá. Còn máy bao cho bác là rất là ok, cực kỳ ngon nhá. Đấy,
Rất là đẹp luôn, mới lắm. Rồi tiếp tục này. Em tương tự như thế thì em có con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em có một con Mazu nhá. Mazu này cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, nhìn đẹp vỏ viết là ok này. Đấy, nhìn ok nhá. Đẹp. Rồi. Thế con này là Mazu, nó là Mazu 20cc nhá, lòng 30 ly nhá. Cái chụp giật nó hỏng thì em thay cái chụp giật con khác này, ghi là 23 nhá, không phải nhá. Hơi ngọt tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy, con này hơi tuyệt vời luôn. Bao ok nhá. Ngon luôn. Con này là dòng Mazuyama nhá, Mazuyama. Dòng này là trong cái lốc máy nó có đóng mấy ra bàn cho bác luôn này, rất ok luôn. Đấy, con này thì khỏi chê rồi. T11. Con này em tính cho bác con này 800k nhá. Đấy, con này đẹp đấy. Được chưa? Nó tính cho 750 đi, bán cho nhanh nhá, 750. Được chưa? 750 bán cho nhanh. Để bác thêm 50.000 phí ship nữa nhá và 50.000 phụ kiện nữa nhá. Đấy. Tổng con này về nhà có 850 thôi. Cái dòng Mazu này thì quá đẹp rồi, xuất sắc rồi nhá. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này thì tình trạng của nó là cực kỳ ok luôn này. Con này nó là con Genoat Komatsu Made in Japan 230. Đấy. Con này thì quá tuyệt vời, nhìn nó quá đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Tay lái tay điếc này đầy đủ này, ok này. Đấy nhá. Cái con này thì bên em đã lên cho bác chế hai kim luôn, chế hai kim này. Chế zin nó là chế giống kiểu là chế máy cưa ấy, chế đấy thì nó không được thông dụng mà nó hay chảy xăng, thì thay chế này thì là coi như là tối ưu con này rồi nhá. Đấy. Đây, bác bơm xăng này, kéo lè lên. Rồi lại này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy. Đấy, trường hợp ví dụ bác nào mà ví dụ có con là giống như này mà sử dụng chế nguyên bản giống máy cưa ấy, nó mà bị chảy xăng thì bác thể là học theo bên em là lên chế hai kim nhá. Là ok luôn, chạy quá tuyệt vời. Con này 23cc nhá, lòng 32 ly. T12. Con này tính cho bác 800k nhá. Đấy. 800k được chưa? Rồi, 23cc. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác một con Honda. Con Honda GX25. Cái này là máy 4 thì nhá. Lòng 34 ly. Con này thì tình trạng là zin nguyên bản. Máy bao cho bác là cực kỳ đẹp. Xuất sắc. Bình xăng bình trước này. Trắng phao luôn này. Đấy. Vỏ viếc đẹp tuyệt vời nhá. Đấy. 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 Chữ chiếc Honda rõ ràng nhá. Đấy. Con này đẹp lắm. Tình trạng rất đẹp. Ga bóp này. Xịn xò luôn. Đấy. Con này thì chất lượng quá ok. Ok nhá. Con này máy ok đấy, bao cho bác không bao giờ có khói. Máy bao đẹp nhá. Đấy. Dây dẫn tinh. Đấy, các bác phải vặn nhỏ gang ti xuống tí nhá, ok nhá. Máy thì bao đẹp cho bác luôn. Không đẹp không lấy tiền. T13. Con này em tính cho bác là 2 triệu. Con này tính cho, ôi con này ốc biếc rồi, đen xì này, bao nhiêu nào, cái ốc bồ này, còn đen xì luôn, đấy, rất ok nhá. Con này tính cho bác 2 triệu 3, máy bao đẹp, máy Honda 4 kỳ nhá, con này đẹp đấy, này, nhìn tổng thể rất đẹp, đấy, sáng, rồi tiếp tục đây, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con Mazuyama nhá, hàng Mazu,
Con này có đặc điểm là rất ăn tiền, đó là cái chụp giật trợ lực thả lỏ này. Bình xăng thì bao trắng cho bác luôn. Đây, bình xăng zin này, em mác các kiểu này, đầy đủ rõ ràng này, ốc kiếc đen xì, ốc kiếc bảy màu nhá. Đấy. Đấy, chụp giật thả lỏ, dây giật trắng tinh. Đấy, con này nói chung là đẹp, tình trạng xuất sắc nguyên bản nhá. Đấy. Mazu. Đây, trợ lực này. Tắt máy lại này, đấy là trợ lực thả lỏ này, bác cái kéo này thả này rất là ngon nhá. Rồi con T14 nhá, T14 con này bao ngon, con này tính cho bác 1.050.000 nhá, 1050 được chưa, 23cc nhá, nòng 32 ly. Mazu. Rồi tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con thuộc dòng Echo nhé, Echo nhỏ này. Con này Echo QZ 21cc, con này như là nòng 32 ly, 21cc nòng 32 ly, con này có ga bóp trên này, rất là sướng này. Đấy, nói chung là con này thì bác nào mà muốn con máy nhẹ và ngon đấy thì lấy con này, ok đấy, nhá. Nguyên bản luôn, nguyên bản nguyên zin 100%. Đấy. Ừ, bác ơi. Ok, ga bóp này. Đấy, rất ok nhá, sướng lắm. Rồi lại này, đấy, quá ok luôn. Rồi đấy, con Echo 21cc, con T15 nhá, con này tính cho bác là 750 nhá, 750.000 được chưa. Đấy, rồi tiếp tục này, em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác con tiếp theo là một con Echo QZ này. Con này Echo QZ hàng các bác rất là thường hay gặp nhá. Con này có đặc điểm đó là ăn tiền, đó là thứ nhất là chụp giật trợ lực này, và thứ hai là chế hai kim nhá, chế hai kim. Mà dòng này nó thuộc dòng VIP luôn nhá. Nó là dòng QZ 2350G. Dòng này là dòng cấp cấp này, dòng ngon, nói chung dùng ok. Bình xăng bình xước nhìn trắng nhá. Đẹp. Đấy. Con này thì ok rồi. Đảm bảo cho dòng này thì dùng sướng lắm, các lưu ý là dùng rất là sướng luôn, trọng lực luôn này. Ok nhá, máy chạy rất êm. Đấy, nói chung là ok cho bác nhé, bao ngon này. Đấy, trợ lực nhé. Đấy, con này thì bao rất là ok cho bác. Dòng T16 này, con này em tính cho bác 1.1 triệu nhé, 1.1 triệu, con này bao ngon. T16 1.1 triệu. Rồi tiếp tục này, T17 này. T17 thì em lên cho bác một con thuộc dòng tương đối là VIP, đó chính là con Subaru. Gọi là Subaru thôi, máy này thực chất của nó là máy Cinewashop 240. Cinewashop 240 nhá, nòng 32 ly. Con này xài chế là, thứ nhất là con này giật trợ lực và chế hai kim One Bezel nhá. Chế này rất là VIP luôn, hai kim One Bezel luôn. Đấy. Tum nhôm nhá, Echo 240. Đấy, này thì ok rồi. Đấy, tum tiếc này, rất là đẹp. Rất là ok. Tay cầm zin nguyên bản đây nhá. Đấy. Thì bác nào thích lên hai tay cầm bên em lên cho bác ok nhá. Mên miễn phí, được chưa? Thì nói chung là rất dễ lổ thôi, không có gì cả. Đấy. Đấy. Yeah.
rồi, tắt máy này, lại này. Cái này đẹp đấy, ok. Con này đảm bảo bác ok, T17 nhá. T17 này. Con này tính cho bác 1 triệu. Con tính cho bác 1.050.000 được chưa? 1.050.000. Rồi, tiếp tục. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này là một con cũng thuộc dòng Echo này. Echo Kyojit này. Con này nhưng mà cái con này nó lại là máy lớn này. Con này là máy của nó là lên tới là 24cc cơ. Đấy, nó ghi là 240 này. Con này nòng 34 ly nhá. Bằng 34 ly khỏe này. Đấy. Nhưng con này thì nhìn nó khá là đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, bác nhìn thấy không? Máy liền lạc á. Đấy. Đấy. Thì con này hơi thì không khỏi phải bàn luôn. Hơi quá ok. Đây giật trắng tinh. Cái này Echo 240 nòng 34 nhá. Rồi tắt máy này. Lại này. Đấy. Rồi, ok nhá. Rồi, con này liền lạc đẹp nhá. Con nó T18 này. Liền lạc đẹp T18. Con này tính cho bác là 950.000 nhá, 950.000 được chưa? 950.000 T18. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, phải nói là con siêu phẩm trong cái lô này. Đó chính là con Mazuyama. Con này phải nói là đẹp phải 90%. Thì bác chỉ cần quan sát cái bình xăng zin thôi. Đây có nghĩa là bình xăng zin nó này. Nó đẹp cỡ này thì bác biết mức độ con máy nó thế nào nhá. Đấy. Bác nhìn cái bộ vỏ này. Đây là lớp sơn zin nó còn độ bóng này. Bác nhìn soi gương được luôn nhá. Đấy. Này đẹp lắm, tùm tiếp trắng phau này. Đẹp lắm. Ok. Ốc bảy màu, ốc đen, ốc vàng chóe luôn, không có gì riếc gì đâu nha. Nói chung con này bao đẹp cho bác luôn. Mà cái dòng Mazu, dòng này là Mazu 23cc nhá, nòng 32 ly. Con này nó tình trạng mới lắm, dây giật trắng tinh này. Đây. Máy này nó nổ rất giòn nha, dòng này nổ giòn kinh khủng luôn. Đây. Đây cái này bên em bao mới nhá, bao ngon cho bác luôn, mai lắp cho bác đầy đủ đồ nhá, rồi kiểm tra kỹ càng cho bác luôn, không phải suy nghĩ. Đấy, nói chung các bác về xài luôn không phải suy nghĩ nhá. T19 là quá đẹp, con này tính cho bác 1.2 nhá. Máy bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Rồi tiếp tục này. Mazu 23cc nhá, nòng 32 ly. Bao đẹp 90%. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục thì em lên cho bác một con tiếp theo là lên cho bác một con Honda nhá. Honda này là Honda GX25 này, máy 4 thì này. 4 thì bác dùng xăng không thôi, không phải pha nhớt gì cả, rất là tiện. Hàng Honda thì là hàng đỉnh nhất trong các loại rồi. Đấy các bác thì. Đấy, con này tum rời luôn nhá. Đầu này bác thể tháo ra gắn xịt thuốc là ok này. Đấy. Tay ga bóp xịn sò cho bác luôn nhá. Đấy. Đấy. Rồi. Con này là tình trạng máy của nó là nguyên zin nguyên bản nhá, nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy. Đấy, máy thì bao cho bác là bao xài luôn nhá, không có khói khiếc gì cả. Êm ru luôn. Đấy, máy êm lắm. Mai đầu công tắc là ok thôi. Đấy, u luôn. Con này bao ngon này. Con này chỉ có một cái đặc điểm, nó là cái dàn áo của nó là hơi xám xám nhá. Cái này là chưa xịt bóng đâu, nhưng mà nó dàn áo của nó là nó so với các con khác thì nó dàn áo của nó hơi tối nhá. Nhưng mà máy thì ok, rất là ngon. Đấy. Thì con T20. T20
T20. Con này em tính cho bác là, con này tôi tính cho bác 2 triệu nhé. Đấy, 2 triệu, máy bao ngon nhé. Đấy, bao rất ok luôn. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhé. Tiếp theo thì em lại lên cho bác một con Mazu nhé. Mazu Yama 20cc. Con này nòng 30 ly, màu xanh nọn chuối rất là đẹp. Bác nhìn nào, rất ok luôn. Đấy, con này tình trạng là nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, 20cc nòng 30 ly. Gây gật ngon đấy. Bao zin nguyên bản luôn, thấy chưa? Đấy chú. Mazu Yama 20cc T21 nhé. T21. Con này em tính cho bác con này là 850 nhé. Tính cho 800 đi, bán cho nó nhanh. 800k, thấy chưa? T21 800k. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này, nó là một cái con thuộc dòng là Tanaka. Con này thì công suất khá là khỏe. Công suất nó lên tới là 24cc cơ này. Bác nhìn nào, 247 này. Đấy, Tanaka 247. Mà cái con này có đặc điểm nữa là nó lại còn tum rời đấy nhá. Tum rời này. Đầu này bác thể tháo ra gắn xịt thuốc là ok luôn này. Đấy. 4 ốc này. Đấy nhá. Đấy. Rồi. Tum 260 nhá, con này tum 260 nhá. Đây có cái lưu xả áp đây này. Đấy. Ơi quá ngon. Con này thì bên em đã lên cho bác chế 2 kim luôn, dễ xài luôn nhá. Đấy. Hơi ngon đấy. Con này máy 24 nhé bác nhá, 24cc khá là khỏe luôn. T22 lại còn tung dài chứ cơ. T22. Con này em tính cho bác con này 800k đi, được chưa? Đấy. 800k. Rồi. Rồi tiếp tục nhá. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác cái con này, nó cũng hàng siêu đẹp này. Con này là một con Echo trắng nhá. Con này là 22cc, nòng 32 ly. Con này tình trạng là zin nguyên bản luôn, đẹp từ đầu đến chân luôn. Thế chế chiếc nguyên bản này, vỏ viết nguyên bản đẹp nhá, sắc luôn. Đấy, con này đẹp, 22 này. Mà tay ga bóp xịn sò cho bác luôn này, tay ga bóp luôn. Đấy. Nói chung con này niền nạc lắm, nhìn rất là ok luôn, niền nạc. Đấy mà lỗ rất đanh nhá, mà dây giật của chắc tinh rồi. Đây. Dây giật trắng tinh này. Đấy. Đấy. À, chú ý xem công tắc nhá. Đấy, xem công tắc. Nào, bật công tắc chưa? Chưa bật công tắc. Rồi, lại này. Ok nhá. Rồi. Con này thì bao đẹp cho bác luôn. Nó liền lạc lắm, nhìn rất ok, tại ga bóp luôn. Xịn sò. T23. T23 ga bóp xịn sò. Con này tính cho bác con này là 850, được chưa? 850 đấy. Đấy. T23 850. Tiếp tục này, T24 này. T24 em lên cho bác cái con này lại là một con máy Honda 4 kỳ GX25. Con này tình trạng thì bên em cũng là bao đẹp cho bác luôn. Thứ nhất là nhìn nó rất là liền nạc, bao zin nguyên bản nhá. Đẹp, chữ chiếc Honda rõ ràng. Con này tung rời luôn. Đấy, tung rời. Đấy, ga bóp xịn sò cho bác luôn nhá. Cũng là ga bóp luôn. Đấy. Ok.
Honda 4 kỳ nhá. Này nòng 34 ly. Dưới X25 nhá. Hàng này hàng xịn đấy chứ không phải hàng Honda tàu của tiếc gì đâu. Ba các bác thì ta sẽ dễ lổ thôi nhé. Rồi. Cắt máy. Đấy, bao ngon nhá. Đấy, không có khói hết gì đâu. Rồi. Đảm bảo cho bác rất ok, máy tình trạng còn liền lạc đẹp. Đấy, T24 nhé. Con này tính cho bác 2.1 triệu được chưa? Rồi. Tiếp tục này, T25 này. T25 thì em lên cho bác một con thuộc dòng một cái dòng máy rất là phổ thông và rất là VIP, đó chính là cái con Komatsu. Komatsu này là Kom 2000 nhé. Có nghĩa là con này 20cc, nòng 30 ly, tình trạng là zin nguyên bản 100%. Đấy, máy rất liền. Đấy, con này trọng lượng rất nhẹ này, đâu đó nó khoảng chắc tầm trên 4kg tí thôi, mà dùng sướng lắm. Kom bướm mà, Komatsu hơi ngon. Đấy, lên du luôn. Nhé. Đấy, bao ngon luôn, chúng con này thì bao ngon cho bác luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, ngon lắm. Rồi. Con này thì toàn dòng này thì dùng gọi là bao sướng luôn. Bài lóc. Komatsu mà. T25. T25 nhá. 25. Con này em tính cho bác con này là 900k nhá, 900k. T25 900k. Được chưa? Giờ tiếp tục đây. Em lên cho bác con tiếp theo. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này mới là con đẹp này. Con Mazu nhá. Mazu Yama 235. Con này là 23cc nhá, nòng 32 ly. Con này là VIP ở chỗ là, thứ nhất là nó sử dụng bộ chế Wonderzo 2 kim. Thứ hai bộ vỏ quá đẹp luôn, xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Mà cái con này dây giật nó còn trắng tinh à. Bác nhìn dây giật này. Đây. Trắng tinh luôn. Trợ lực nhá. Đấy, con này trợ lực luôn. Nói chung con này đẹp lắm, nhìn đẹp tuyệt vời luôn. Đang hết xăng. Chúng đang hết xăng. Hết xăng. Nhìn. Chúng con này bao đẹp này. Không đẹp không lấy tiền đúng hết xăng này. Thấy không? Đấy. Chúng con này đẹp lắm. Bây giờ nó trắng tinh luôn. Trắng tinh khôi. Đây. Thấy không? Con này nó bao đẹp, không đẹp không lấy tiền bác luôn nhá. Đấy, mới lắm. Đấy. Được rồi. T26 con này bao đẹp nhá. Đấy. T26 này bao đẹp. Con này tính cho bác 1.1 triệu nhá, không đẹp không lấy tiền. Rồi đang hết xăng rồi. Rồi tiếp tục này. Em lên cho bác con tiếp theo nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con Shindewa 230 nhá. Shindewa dòng này thì dùng bao bền cho bác rồi. Cái con này nhược điểm duy nhất của nó là thứ nhất là cái bộ vỏ là nó xấu nhá. Đấy, bộ vỏ thì để nó bị bạc màu. Shindewa 230 dòng này thì bác nào ví dụ là dân sành máy thì không lạ gì rồi. Dòng này dùng bền sướng lắm. Đấy nhá. Đấy. Bền cực kỳ. Lại này,
Rồi. Con này T27 nhá. T27. Con này tính cho bác 800k được chưa? Xin đây qua 230. Rồi. Đó T27 này. T28 thì em lên cho bác một con cuối cùng đi. Đó, nghỉ. Con này nó là cái con rất là quen thuộc bác, đó là con Echo. Echo này là Echo 260 nhá. Nòng 34 ly. Đấy, thằng 34 ly. Con này tình trạng của nó là chế di nguyên bản này. Đấy, nguyên bản. Đấy, Echo 260 này. Đấy, thấy không? Đấy, 260 nòng 34. Dòng Echo thì là bền rồi, đã biết rồi. Đây chạy lực luôn này. Rất ngon nhé. Còn đi xăng vẫn chạy là bọc luôn. Rồi tắt máy này lại này. Con này còn tí xăng trong chế vẫn chạy mầm luôn. Rồi, con này ngon nhá. T28. Con Echo này tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy, 1.1 triệu. Rồi, cái video này đã dài thì có khi là mình đã kết thúc video tại đây đi. Bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá, 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.